cùng chào đón người chơi Lê Nhân. Cũng có thể sẽ là những công việc khác như là ca sĩ, cũng có thể sẽ là diễn viên, cũng có thể sẽ là một võ sư, và cũng có thể là một người bảo vệ, đúng không? Dạ. Và anh đã bắt đầu nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Quang Trung rồi. Em nghĩ là chị để cái tay như vậy, chị ấy có thể là một bác sĩ. Dạ, để tay chị để tay như vậy cũng là bác sĩ. Ủa? Còn cái chú chống gậy là bác sĩ luôn. Ủa? Chị áo hồng vẫn là bác sĩ. Anh Đông Dân cũng là bác sĩ. Anh cầm cái lồng chim lại là bác sĩ. Và anh có cảm giác chuẩn bị phải đưa em đi bác sĩ. Dạ đúng rồi ạ. Chuẩn bị phải đưa em đi bác sĩ. Dạ đúng rồi ạ. Gọi người thân đi. Gọi đi thôi hả? Gọi đi. Alo, alo Trung hả? Alo. Dạ em nè, em nè. Bây giờ á, người nào trong em số biết gì hết đừng gọi nha. Chuyển qua cho người thân. Alo, alo, alo. Rồi em chuyển qua cho chị Buka. Rồi rồi, Buka, Buka ơi. Alo, alo. Alo, bây giờ người nào là ca sĩ Bolero chị ơi? À, ca sĩ Bolero em có thể chọn là sao? À, ca sĩ Bolero em có thể chọn là sao? Alo, chị chưa nói hết tức quá. Alo. Alo. Bây giờ là em còn một quyền đó là có một phút để hỏi những người tham gia hành. Alo. Và một quyền nữa đó là đặt ngôi sao may mắn. Dạ. Bắt máy đi mà, kết nối lại nè. Nào Quang Trung, em thấy cũng hơi khó thôi chứ chưa đủ. Ha chị ha. Tụi em thấy quá dễ. Quá dễ. Quá dễ. Dạ thật sự trong lòng em thì thấy chương trình rất là khó. Nhưng mà bên ngoài em phải nói là chương trình dễ để thể hiện sự thông minh của mình à. Wow. Để xem số tiền mà Lê Nhân đã không thể nhận được ở gói tiền thưởng số 5 là bao nhiêu.